khi chưa dám sáp nhập toàn bộ con người và cuộc đời mình vào mối liên hệ, khi chưa dấn mình vào với Đức Maria, vào nẻo đường của Thiên Chúa. Hát khen mừng mê Chúa Thiên Đàng, dâng nhành mân côi cậy tin. Ca dao phép thánh mân côi âm ngây. Ngày nay con đến, hát khen mừng mê Chúa Thiên Đàng, dâng ngành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, cung đức đó đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiết tha. Ưng quý biển, xin đưa hồn con tới quê thánh nhan. Ôi Maria, phúc đức đó đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiết tha. Giữa chốn xa trường nguy hiểm, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng cha. Trong niềm vui mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi là quan thầy của giáo xứ chúng ta, ta hãy hân hoan chúc tụng Chúa và tạ ơn Đức Mẹ, vì qua Mẹ chúng ta sẽ đến được với Chúa trong chính niềm tin của chúng ta, bằng một tràng pháo tay. Và trong tâm tình của ngày hôm nay, để chung lời ngợi khen chúc tụng Chúa, đồng thời xin Chúa ban ơn cho chúng ta, chúng ta có các cha nhà của chúng ta nữa, đó là cha An Phong Thắng. Khuyên bạn chị em cho cha một tràng pháo tay. Và không thể nào mà chúng ta không nhớ được một linh mục mà năm ngoái quý bạn chị em cùng chung lời tạ ơn với Ngài, cũng thuộc gia đình giáo xứ của chúng ta, đó là cha Martin Teresa Du. Quý bạn chị em cho cha một tràng pháo tay. Và sự hiện diện vui nhất đó là cả cộng đoàn của chúng ta nữa, cùng chung lời tạ ơn đó, chúng ta xác tín một điều: đời con một chuỗi mân côi, hạt vui hạt sáng, hạt thương hạt mừng, đôi môi tụng niệm không ngừng, nghe ơn thánh trải trên từng lời kinh. Chính khi lần chuỗi mân côi là chúng ta đã nối kết với Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Chính khi lần chuỗi mân côi là chúng ta sống trong bầu nhiệm của tình yêu, được nối kết từ tình yêu của mẹ Maria để đến với Chúa, cho cha cố Remy, cha cố Giuse. Chúng ta xin Chúa ban bình an cho cha cố Vincent, cha cố Đa Minh, cha cố Giuse Thái, và cha nguyên chánh sứ mới của chúng ta, đó là cha Giuse Phạm Đình Đại, cùng tất cả những ân nhân âm thầm cách này cách khác nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin. Chúng ta xin Chúa ban bình an cho họ. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã qua đời trong năm qua được mọi ơn lành của Chúa. Và giờ đây chúng ta cũng cầu nguyện cho từng người trong chúng ta
để khi nối kết được với chàng chuỗi mân côi, chúng ta nối kết với Chúa, với tín chính chúng ta, và chúng ta sống ơn Thánh Chúa trong đời sống đức tin của chúng ta. Cho linh hồn Margarita, Ignacio, Francisco, ba linh hồn Ferro, năm linh hồn Damien, hai linh hồn Rosa, Louis, Clemente, hai linh hồn Teresa, các linh hồn tiên nhân nội ngoại hai bên, các linh hồn thai nhi, đặc biệt là chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn đang an nghỉ tại nhà chờ phục sinh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin in Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương nguyện, xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô, thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô, thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ca ngợi Chúa, chúng con chúng tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Là Chúa Cha toàn năng, con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương. Xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin đừng xót chúng con. Chúa là đấng tối cao, Đức Chúa thành thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời Thánh mẫu Maria chuyển cầu. Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Mời cộng đoàn lắng nghe tường thuật sự kiện trên qua sách Công vụ Tông đồ. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát.
trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông Chúa ngủ, đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippe, Tôma, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê, con ông Anphê, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu của Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đức Maria nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi reo mừng vì Thiên Chúa đang cứu độ tôi. Thương con nắng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh Ngài thần chi thánh chi tôi. Chúa trông xem phận nữ tỳ nên từ đây gọi tôi diêm phu, làm việc lớn trên thân này vì danh Chúa chi thánh tuyệt luôn. Thương con nắng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh Ngài thần chi thánh chi tôn. Chúa trông thương ai kính Ngài qua ngàn năm và qua muôn kiếp, vẫn dùng cánh tay uy quyền dèm tan lũ hồng hành tự kiêu. Đức con nắng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh Ngài thần chi thánh chi tôn. Chúa nâng ai khiêm ai thần, bọn quyền uy hạ khỏi ngai bao, kẻ nghèo Chúa ban dư đầy và xua lũ phú quý về không. Đức con nắng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh Ngài thần chi thánh chi tôn. In ra em tôi tớ Ngài theo lời xưa Ngài luôn bánh đơ, vì lòng xót thương tổ phụ và con cho mãi tới ngàn thu. Đức con nắng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh Ngài thần chi thánh chi tôn. Mời cộng đoàn lắng nghe những lời xác quyết trên qua thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Galat. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ lề luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ lề luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Kính mừng
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một chinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc hơn các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Cảm ơn cha chánh xứ cũng như cha phó đã thương nhớ đến chúng con và cho phép chúng con được về với giáo xứ trong ngày lễ mừng bổn mạng giáo xứ Mân Côi của giáo xứ chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt, cha xứ cũng thương cho con được chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ này. Chúng con một lần nữa xin hết lòng tri ân cha chánh xứ và cha phó. Kính thưa cộng đoàn giáo xứ, ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đây là một ngày lễ mà chúng ta đã có được sau biết bao nhiêu quá trình trong dòng lịch sử của giáo hội. Khởi đi từ những việc đạo đức bình dân của các tín hữu ngày xưa ấy, khi mà ngôn ngữ Latin, ngôn ngữ của phụng vụ không thể đến hết được với các đất nước, với các dân tộc, với các ngôn ngữ, nhưng đội lên đầu Đức Trinh Nữ Maria. Và trong những lễ hội như vậy, cái lời tung hô mà người giáo dân, những người Kitô hữu cùng hát vang không phải là lời kinh kính mừng như ngày hôm nay, nhưng là lời của sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Ý là một thánh vịnh, cầu nguyện với thánh vịnh, nhặt một hòn đá bỏ vào trong chiếc nón phía sau, cứ cuối ngày chúc cái nón ra đếm đủ 150 hòn đá thì tạ ơn Chúa, hôm nay con đọc đủ 150 thánh vịnh. Và cứ thế kết hợp giữa lời kinh chúc tụng Đức Maria, kính mừng Maria đầy ân phúc, với 150 thánh vịnh, 150 lần lặp lại, truyền thống giáo hội kết hợp nên cái chàng chuỗi Mân Côi với 150 kinh dâng về Đức Maria, mà đỉnh cao là nơi Thánh Đa Minh, đấng đã cổ võ cho việc lần chuỗi Mân Côi, đấng đã nhờ Đức Maria để xin Đức Maria cải hóa những người đang theo bè rối, cải hóa giáo hội trong cơn bách hại
của những học thuyết xa lạ và đỉnh cao nơi truyền thống của giáo hội vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Chiến thắng của liên quân Kitô giáo trên lĩnh Levante trước đội quân Hồi giáo Ottoman hùng mạnh, thành lũy cuối cùng của thế giới Kitô giáo đứng trước sự xâm hại của đoàn lũ quân Hồi giáo tàn ác. Maria xin mẹ nâng đỡ, bảo vệ và trợ sức trong trận chiến khốn cùng này. Chiến thắng trên lĩnh Levante ngày hôm đấy 7 tháng 10 đã đánh dấu cột mốc của ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. Mân côi của ngày lễ Mân côi hôm nay, chúng ta hướng lòng lên với Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian. Đức Giêsu, Con của Mẹ Maria. Để như lời đầu lễ của Cha Chánh Xứ, chúng ta dâng lên mẹ tràng hoa mân côi để nhờ mẹ chúng ta đến với Chúa, đến với Đức Giêsu, Con của Mẹ. Cuộc đời của mẹ, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa trao cho mẹ cái thánh luyện thứ nhất, gạt đi kế hoạch của đời mình. Cái thánh luyện thứ hai, Thiên Chúa gửi đến cho Đức Maria rất nhiều đau khổ. Tâm bỏ mẹ Maria cách âm thầm, cách kín đáo. Thế nhưng âm thầm kín đáo thế nào được, khi mà cái án tử, cái án ném đá nó đang chờ sẵn Đức Maria trên đầu. Cái nỗi đau khổ đầu tiên khi cái người bạn đời, cái người đính hôn với mình nghi ngờ mình. Cái nỗi khổ tiếp theo, sứ thần kêu rằng đây Con Đấng Cứu Thế đây, Con Đấng Tối Cao đây. Ấy vậy mà cái khung cảnh mà mẹ sinh Đức Giêsu ra lại là hang bò lừa trong một cái máng cỏ. Quý bà, quý cô ngồi đây, có ai tưởng tượng rằng cái việc mình sinh con, cái giai đoạn mà vượt cạn đấy, vượt qua nỗi đau thể chất để sinh hạ người con của mình đấy, mà mình không có được những cái nhu cầu thiết yếu, một nơi ăn chốn ở, ít là một cái nơi đàng hoàng. Cái điều sưởi ấm duy nhất chính là hơi bò lừa. Cái máng đặt con, cái nôi đặt con chính là máng cỏ. Nỗi đau của một người mẹ không thể chăm lo cho con của mình, đứa con vừa chào đời. Rồi nỗi đau lại tiếp tục. Người ta sinh con ra, người ta phải ở cữ ít là một tháng. Đằng này vừa sinh con ra thì được tin, sứ thần truyền tin Herode tìm giết hài nhi. Thế là cả gia đình thánh gia một lần nữa lại trốn chạy. Ngày xưa đi bằng lừa, đi trên những con đường mòn, nó vất vả thế nào, khổ chứ, đau chứ. Rồi còn biết bao lần Đức Maria với nỗi đau tột cùng của mẹ trên hành trình mẹ đi theo Chúa. Thanh luyện Thiên Chúa gửi đến với những nỗi đau. Rồi thanh luyện Thiên Chúa gửi đến với Đức Maria nơi cái thanh luyện cuối cùng, khi tước khỏi mẹ tất cả những gì mẹ có. Đứng dưới chân thập giá, Đức Maria ngước nhìn lên thân xác của con mẹ. Một thân xác bị đánh bầm dập, một thân xác bị tra tấn, một thân xác phải đội mão gai, một thân xác bê bết máu. Đau nào hơn của một người mẹ khi phải chứng kiến chính cái chết của con mình? Còn nỗi đau nào hơn của một người mẹ khi nhận lấy xác con mình trên tay? Chúa tước đi của Đức Maria ngay cả tài sản giá trị nhất của mẹ, người con duy nhất. Để rồi, trong tất cả những thánh luyện đấy, chúng ta học được nơi Đức Maria bài học của đức tin. Trong cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu lần Chúa thánh luyện chúng ta, Chúa gạt đi những cái kế hoạch của cuộc đời chúng ta để thay vào đấy là cái kế hoạch của Chúa. Có biết bao nhiêu người với những cái dự định, những ước mơ cho cái tương lai của mình, thế nhưng Chúa gạt đi,
Chúa thay vào đấy là cái kế hoạch, cái dự định của Chúa. Thay vì chỉ mưu ích cho một gia đình hạnh phúc, thì Chúa trao cho cả một cộng đoàn đức tin, các thánh của Chúa. Thay vì chỉ là một người thiếu nữ nơi làng quê Nazareth, thì trở nên mẹ của giáo hội trong đời sống đức tin. Theo đạo khổ chứ, vất vả chứ, theo đạo đâu có sướng. Nội việc giữ đạo thôi, giữ 10 điều răn của Chúa thôi đã vất vả lắm rồi, chưa nói đến lệnh truyền của Chúa: anh em hãy làm chứng cho thầy, hãy loan truyền tin mừng đi đến tận cùng thế giới. Giữ đạo, truyền đạo, làm chứng cho đức tin, qua chính những cái đau khổ của cuộc đời mình, qua chính những cái thử thách của cuộc đời mình, qua chính những thanh luyện trong đau khổ, trong nước mắt, trong máu, và thậm chí bằng cả mạng sống của mình. Khi mà Chúa thanh luyện cho đến tận cùng giọt máu của chúng ta, nơi các thánh tử đạo, nơi cuộc đời của mỗi ngày chúng ta, có những lúc chúng ta đổ máu và nước mắt để giữ đạo, để sống đạo đấy. Thế nhưng noi gương Đức Maria trong tất cả những thanh luyện Chúa gửi đến đấy, lời Đức Maria ngày hôm nay nơi bản văn tin mừng chính là lời mà mẹ đã sống cả cuộc đời của mẹ. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm như lời thiên thần truyền. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm đi, làm theo ý Chúa, chứ đừng làm theo ý tôi. Ý tôi ở đây là Đức Maria trả lời câu đầu tiên đấy: việc ấy xảy ra thế nào khi tôi không biết đến người nam? Tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh. Tôi tin Hội Thánh duy nhân, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ trên sông lại và sự sống đời sau. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria với vai trò đặc biệt trong chương trình cứu chuộc loài người. Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa và hiệp với Mẹ tha thiết khẩn cầu. Các tông đồ luôn đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần hội thánh luôn liên kết với nhau trong một giáo hội duy nhất.
biết lấy Đức Mẹ Maria làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin và củng cố đời sống đạo. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới biết tin nhận Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu rỗi trần gian, để trong người tất cả được giải thoát khỏi tội lỗi, nhận lại ơn làm nghĩa tử và là người thừa kế gia nghiệp nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kinh Mân Côi là một trường học thật sự của đức tin và lòng đạo đức. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn ý thức giá trị của Kinh Mân Côi và siêng năng lần chuỗi như một phương thế để tái khám phá đức tin và đào sâu các mầu nhiệm cuộc đời của đấng cứu rỗi trần gian. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đức Mẹ Maria thưa: Vâng, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Đông Quang đã nhận Đức Mẹ Maria Mân Côi làm bổn mạng, biết noi gương Đức Mẹ, luôn vững lòng tin cậy nơi quyền năng của Thiên Chúa, biết sống tín thác và trở nên khí cụ cho dự án yêu thương của người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và mỗi người chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện của mình qua lời chuyện cầu của Đức Mẹ Mân Côi. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã muốn con mồ Chúa mặc lấy xác phàm trong cung lòng trinh nữ Maria. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn trung thành gắn bó với Đức Kitô con Chúa, người hằng sống và hiện trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được tin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay.
Lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con mộ Chúa, hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiện trị muôn đời. Hay ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hầu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Mình Côi của Đức Maria, diễm phúc tròn đời đồng trên chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung ngô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần Đức Maria đã thụ thai con mộ Chúa và đã chiếu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh tiên quốc cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa là Thiên Chúa, các đạo binh đời đang đầy vinh quang Chúa. Hoàn hồ Chúa trên cao tầng trời, hoàn hồ Chúa trên cao tầng trời. Chúng tùng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời, hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh loa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cầu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đáng tin. Cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phong sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhà con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ ta Giuse giao phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cha cố Remy, cha cố Giuse và các ân nhân của chúng con đã qua đời, cũng như tất cả các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn rất thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, hằng sáng luôn Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn đang khiến chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lừng và vinh quang đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ
ôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phương tử đông, còn quyền quý tử kiêu ngài chiến hạ khói tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Thân chí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, Chúa đã soi nhìn phần hèn tôi ta. Bay đến muôn đời cần tin sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người hầu đáng được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển, người hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúng con xin kính mời cha chủ tế và quý cha an tọa. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Hôm nay cộng đoàn giáo xứ Đông Quang chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng của giáo xứ. Giờ đây đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, ông chủ tịch hội đồng mục vụ có đôi lời cảm tạ và tri ân đến quý cha, đặc biệt là quý cha khách. Xin kính mời ông. Trọng kính cha chính xứ Martino, quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay giáo hội mừng kính Đức Maria với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Cách riêng giáo xứ Đông Quang chúng con đã nhận người làm bổn mạng. Trong tâm tình đó, xin quý cha và cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ngày lễ bổn mạng hôm nay. Kính thưa quý cha, trước hết chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa. Qua bao năm tháng, Ngài đã thương yêu, gìn giữ và ban cho giáo xứ chúng con nhiều ân đức, phúc lành, và luôn đồng hành cùng chúng con trong tâm tình của Ngài. Nhìn lại thời gian qua, với bao hồng ân của Thiên Chúa đã ban tặng cho giáo xứ chúng con, đã từng bước chuyển mình phát triển và trưởng thành đến hôm nay. Mỗi tín hữu chúng con đã được lớn lên trong đức tin cùng với đời sống thiện hảo tốt lành về mặt nhân bản. Đặc biệt, cộng đoàn chúng con rất vui mừng vì hiện nay có cha chánh xứ Martino, cha phó Giuse là hai vị mục tử trẻ trung đầy nhiệt huyết, năng động, đã dấn thân hết mình và đang làm cho diện mạo của giáo xứ ngày một phong phú và khởi sắc đi lên. Chúng con tin rằng với những thành quả tốt lành và giáo xứ chúng con đã gặt hái được sẽ là một hành trang trong tương lai để giáo xứ Đông Quang chúng con một ngày tăng tiến nhiều hơn nữa. Kính thưa quý cha, trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng giáo xứ hôm nay, cộng đoàn chúng con một lần nữa xin nói nên lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã ban cho chúng con những tháng ngày bình an. Hôm nay trong tình hiệp nhất yêu thương, quý cha cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng để cầu nguyện cho giáo xứ. Nguyện xin qua lời chuyển cầu của Đức Maria Thánh Cả Giuse,
xin Thiên Chúa tuân đổ muôn ơn lành xác xuống cho trên quý cha, quý tu sĩ, quý hội đồng phục vụ và quý cộng đoàn, quý ca đoàn. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương để lời Chúa được lan tỏa đến mọi người. Con xin chân thành cảm ơn. Giờ đây con xin quý bạn chị em chúng ta cùng hát tạ ơn Đức Mẹ một bài hát. Xin vâng. Mẹ ơi, đời con roi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Quý dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Với cái bài hát này, con rất ước mong chúng ta cùng chung tâm tình xin vâng lời Chúa qua tâm tình mà cha Alphonso Thắng chia sẻ với chúng ta, tìm những cái thử thách ở trong đức tin và tìm thánh ý, thể hiện thánh ý Chúa qua việc xin vâng của chúng ta. Hôm nay như là một ngày tổng kết về những cái hành trình trong một chặng đường đã qua. Còn xin tạ ơn Chúa cũng như tạ ơn Đức Mẹ và cảm ơn cha phó cũng như hai cha quê hương và tất cả quý ông bà anh chị em đã giúp cho giáo xứ của chúng ta mỗi ngày một khởi sắc hơn. Và hy vọng rằng bằng lời thưa xin vâng đó, ước mong giáo xứ của chúng ta mỗi người cùng thể hiện điều Chúa mong muốn, là chúng ta cùng thể hiện cái hành trình đức tin của chúng ta trên một hành trình như là một sợi dây nối kết mãi mãi không bao giờ tách rời. Đó là sợi dây của chàng chuỗi mân côi mà chúng ta sống ở trong niềm tin của chúng ta. Nhân đây con xin kính chúc quý cha, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể và tất cả mọi người trong chúng ta được tràn đầy ơn Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Mân Côi là quan thầy của giáo xứ chúng ta. Con xin chúc mừng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Chúng con xin kính mời quý cha ở lại chụp hình lưu niệm với hội đồng mục vụ chúng con.